Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Nay Văn sẽ dẫn anh chị xem căn hộ thực tế tại Beacon Plaza nhé. Một căn hộ 2 phòng ngủ ở đây, giá chỉ từ 1,5 tỷ có VAT. Đây là mẫu căn gốc 51m², được thiết kế 2 phòng ngủ, 2 WC. Bước vào thì ngay bên tay phải của em là WC chung, với đầy đủ thiết bị vệ sinh cho gia đình của mình nè. Còn bên đây là không gian phòng master, có một toilet riêng dành cho phòng ngủ lớn này. Với phòng này có một cửa sổ rất là lớn ha, rất là thoáng và mát luôn. Bên tay trái của Văn khi vào trong khu căn hộ là không gian bếp. Bước vào trong sẽ là phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ này cũng có một cái cửa sổ rất là lớn và đủ tiêu chí rộng rãi thoải mái ha. Lướt từ khu vực bếp sẽ qua không gian phòng khách và ban công. Ở đây đủ hướng view để anh chị lựa chọn ha. Cái view ở tầng cao này mới thích nè. Anh chị cần tư vấn thì cứ gọi cho em